không phân tán địa giới cho đến thức giới, không hòa hợp nhân duyên cho đến tầng thượng duyên, không phân tán nhân duyên cho đến tầng thượng duyên, không hòa hợp các pháp theo duyên sanh ra, không phân tán các pháp theo duyên sanh ra, không hòa hợp vô minh cho đến lão tử, không phân tán vô minh cho đến lão tử, không hòa hợp bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, không phân tán bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, không hòa hợp pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không phân biệt pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không hòa hợp chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị, không phân tán chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị, không hòa hợp thánh đế khổ tập diệt đạo, không phân tán thánh đế khổ tập diệt đạo, không hòa hợp bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không phân biệt bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không hòa hợp bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không phân tán bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hòa hợp pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không phân tán pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không hòa hợp tám giải thoát cho đến mười biến xứ, không phân tán tám giải thoát cho đến mười biến xứ, không hòa hợp tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không phân tán tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không hòa hợp cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa, không phân tán cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa, không hòa hợp pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không phân tán pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không hòa hợp năm loại mắt sáu phép thần thông, không phân tán năm loại mắt sáu phép thần thông, không hòa hợp mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không phân tán mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không hòa hợp đại từ đại bi đại hỷ đại xả, không phân tán đại từ đại bi đại hỷ đại xả, không hòa hợp 32 tướng 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, không phân tán 32 tướng 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, không hòa hợp pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, không phân tán pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, không hòa hợp trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, không phân tán trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, không hòa hợp quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, không phân tán quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, không hòa hợp tất cả hạnh đạt bồ tát quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, không phân tán tất cả hạnh đạt bồ tát quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Vì sao? Vì các pháp như vậy đều vô tự tánh, có thể làm cho hòa hợp và phân tán. Như vậy này, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, rõ mãnh siêng năng tu đạo Bồ Đề. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều vô tự tánh, có thể làm cho hòa hợp và phân tán, thì đại Bồ Tát làm sao ở trong ấy tu học để đạt đến bát nhã ba la mật đa? Nếu đại Bồ Tát chẳng học bát nhã ba la mật đa thì nhất định không thể đạt được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, đại Bồ Tát nào chẳng học bát nhã ba la mật đa thì nhất định không thể đạt được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát nào mong cầu chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì phải học bát nhã ba la mật đa mới có thể chứng được. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát mong cầu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cần phải có phương tiện thiện xảo mới có thể chứng được, chẳng phải không có phương tiện thiện xảo mà có thể chứng được. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu thấy có pháp tự tánh khả đắc thì nên lấy, không thấy có pháp tự tánh khả đắc thì lấy ở chỗ nào? Chỗ không lấy ấy chính là bát nhã ba la mật đa. Đây là tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Đây là sắc uẩn cho đến thức uẩn, đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, đây là nhãn giới cho đến ý giới, đây là sắc giới cho đến pháp giới, đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đây là nhãn xúc cho đến ý xúc, đây là các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới cho đến thức giới, đây là nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, đây là các pháp cho duyên sanh ra, đây là vô minh cho đến lão tử. Đây là pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đây là chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị, đây là thánh đế khổ tập diệt đạo, đây là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo,
Đây là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn tịnh vô sắc. Đây là pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Đây là tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Đây là tịnh quán địa cho đến Như Lai địa. Đây là cực hỷ địa cho đến pháp vần địa. Đây là pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Đây là năm loại mắt, sáu phép thần thông. Đây là mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Đây là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đây là 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Đây là pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Đây là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đây là quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề. Đây là tất cả hạnh đại bồ tát. Đây là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đây là phàm phu. Đây là thanh văn. Đây là độc giác. Đây là đại bồ tát. Đây là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Này Xá Lợi Tử, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết rõ tất cả pháp tánh đều không thể chấp thủ, đó là bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa đều không chấp thủ, giác quẩn cho đến thức quẩn đều không chấp thủ, nhãn xứ cho đến ý xứ đều không chấp thủ, sắc xứ cho đến pháp xứ đều không chấp thủ, nhãn giới cho đến ý giới đều không chấp thủ, sắc giới cho đến pháp giới đều không chấp thủ, nhãn thức giới cho đến ý thức giới đều không chấp thủ, nhãn xúc cho đến ý xúc đều không chấp thủ, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều không chấp thủ, địa giới cho đến thức giới đều không chấp thủ, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên đều không chấp thủ, các pháp theo duyên sanh giả đều không chấp thủ, vô minh cho đến lão tử đều không chấp thủ, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo đều không chấp thủ, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không đều không chấp thủ, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị đều không chấp thủ, thánh đế khổ tập diệt đạo đều không chấp thủ, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều không chấp thủ. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện đều không chấp thủ. Tám giải thoát cho đến mười biến xứ đều không chấp thủ. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa đều không chấp thủ. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa đều không chấp thủ. Pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa đều không chấp thủ. Năm đại mắt, sáu phép thần thông đều không chấp thủ. Mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều không chấp thủ. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đều không chấp thủ. 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ đều không chấp thủ. Đâu không quên mất tánh luôn luôn xả đều không chấp thủ. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều không chấp thủ. Quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề đều không chấp thủ. Tất cả hạnh đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đều không chấp thủ. Tất cả phàm phu thanh văn độc giác bồ tát Như Lai đều không chấp thủ. Này Xá Lợi Tử, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa xa như thật biết rõ tất cả pháp tánh đều không chấp thủ, nên đối với tất cả pháp đều không chấp thủ.